Chào anh em đến cái Cua Biển Xanh. Thì ngày hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem một cái modum 24K nuôi cua hoàn chỉnh trong nhà của mình. Thì trong những clip trước thì mình đã chỉ cho anh em cách làm những cái hộp, cũng như cách đo nước, cách làm hệ thống bồn lọc vi sinh. Thì sau những clip đó thì mình định quay, nhưng vì cái điện thoại mình bị hư cho nên mình không thể quay cho anh em coi được cái cách mà mình lựa cua, cũng như cách mình xử lý nước. Thì ngày hôm nay thì hệ thống cua mình đã hoàn chỉnh, thì mình đã vô cua rồi. Thì hôm nay mình sẽ quay cho anh em coi những con cua sống trong hộp nó sẽ như thế nào. Một điều đặc biệt nữa là trong cái đợt này mình nuôi á, là mình không nuôi cua từ nhỏ lên. Thì những lần trước mình nuôi cua từ nhỏ lên á, thì vì con cua nó sống quen với môi trường sống khép kín rồi, thì việc mà nó vô mấy cái khay lớn này á, thì việc rất là bình thường. Nó đã quen với nguồn nước, cái cách ăn. Thì đợt này mình nuôi cua là mình nuôi cua ở ngoài chợ về. Đây là những con cua bán ở ngoài chợ về, mình bỏ vô khay. Thì cũng có nhiều anh em nói là bây giờ cua mình nuôi ngoài chợ về, mình nuôi có đạt hay không. Thì thật sự mình nói á, nếu như anh em biết cách lựa cua còn khỏe mạnh, thì cho anh em bỏ vô hệ thống quy trình xử lý nước độc lập như vậy á. Thứ hai là anh em phải biết cách làm cho con cua nó quen với cái môi trường nước của mình. Chứ anh em nếu mà anh em để đột ngột vô trong khay thì nó sẽ khả năng bị sốc nước và có thể chết. Và đây là những con cua mình đã mua cách đây 3 ngày. Và hiện tại mình chiều nay mình sẽ tiến hành cho ăn bữa đầu tiên, để đúng chạy theo cái quy trình là nuôi dỗ cua luôn. Đây là một con cua mình nuôi, mình mua ở ngoài chợ là đã 3 ngày rồi. Thấy không? Con cua này mình mua ngoài chợ là tầm khoảng 100g đến 150g. Mình lựa khỏe mạnh, chất lượng, đầy đủ tất cả các chi các càng. Thì mình tiến hành bỏ vô. Chiều nay mình sẽ tiến hành cho ăn. Thấy không? Và hệ thống nước mình chạy thì cũng đã chuẩn. Đã tiến hành chạy liên tục trong mấy ngày và mình đã xả cua. Cua cái này kìa. Rồi, như vậy thì mình đã gần như là cơ bản chỉ cho anh em cách tạo những cái hộp, cách xử lý nước, cách làm cái bồn xử lý nước như thế nào, cách đo nước như thế nào, và cái cách mà mình bỏ nó vô hộp cũng như mình cho ăn. Thì để hoàn thiện cái bộ này thì để mình quay thêm cho anh em nhiều cái video về cách lựa cua, cách cho ăn và cách thu hoạch cua như thế nào, để cho anh em có cái nhìn tổng thể về quy trình xử lý nước tuần hoàn nuôi cua trong nhà của mình. Thì chúc anh em thành công và tạm biệt anh em.